Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Ủa, cái con gà nó đang làm gì vậy? Lên là lên là lên là lên, lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà. Hỏi kệ đi anh em. Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Ta-da, ok. Thì đầu tiên, mình phải giết con gà đã. Đậu phộng mày, mày dám đây hả mày? Mày hả gà? Ok rồi, giết nó rồi. Thì các bạn đang thấy ở trước mặt các bạn, đây chính là vườn táo kim cương của mình nè anh em ơi. Đây, thấy không? Thì trong tập trước á, mình nói rằng mình sẽ trồng lại cái vườn táo kim cương. Thì bây giờ mình đã trồng lại đây đó, một cái vườn táo. Mặc dù là cái cây nó không được to lắm, nhưng mà nó vẫn mọc được táo rất là nhiều luôn, thấy không? Đó, và mình đã thu hoạch nè, các bạn xem nè. Một nùi táo kim cương luôn, thấy không? Ghê chưa? Rất là nhiều táo kim cương luôn á nha. Thì cái đống táo kim cương này mình nghĩ rằng là mình có thể chế được giáp kim cương rồi đó. Bây giờ mình sẽ gọi là chế tạo cho mình giáp kim cương nha. Đầu tiên sẽ sắp xếp nó lại nè, sau lấy nó ra. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi gọi là chế ra kim cương, sau đó chế tạo giáp kim cương nha anh em. Trời ơi, có quá trời táo kim cương ở đây, để làm gì? Chế giáp kim cương chứ làm gì? Rồi ok, chế nè, chế ra kim cương nè, chế tạo ra kim cương nha. Chế ra, chế nhiều nhiều ra, trời ơi. Bấm mỏi tay luôn các bạn, nói chung là táo kim cương nhiều lắm, tha hồ mà dùng. Rồi, bây giờ mình sẽ vào đây, mình lấy cho mình một ít vàng đi. Mình sẽ bỏ gọi là táo kim cương vào đây, sau lấy ít vàng nè. Rồi, bây giờ có vàng rồi đúng không? Chúng ta sẽ xuống đây, chúng ta bấm vào đây, chúng ta sẽ chế tạo chúng ta. Đầu tiên là mũ kim cương nè, giáp kim cương nè, quần kim cương nè, tiếp theo nữa là giày kim cương. Đó, ok, để chúng ta đã có giáp để xài rồi nha. Ghê chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ gọi là cất vàng vào trong đây. Thì như những bạn nào đã xem tập trước thì chắc các bạn cũng biết rằng là mình đã kiếm được một cái con mắt không, cái này là người ta gọi là cánh thần mới đúng, chứ không phải là con mắt. Nhìn nó giống giống con mắt thôi, chứ thật ra nó có cái đôi cánh này, mày thấy không? Nó đang bay bay này, thấy không? Đó, thì cái cánh này giúp chúng ta làm gì nào? Nó giúp chúng ta bay được á anh em. Trời ơi, các bạn đã xem tập trước chưa? Bạn nào xem tập trước rồi hãy bình luận lại cho mình biết nha. Và anh em cũng đừng quên là nhấn vào nút like ủng hộ cho video này đạt lên được 10.000 like nha anh em. Rồi, cái cánh này nè, chúng ta có thể sử dụng nó để bay nha. Bây giờ mình sẽ bay cho các bạn xem nha. Coi nè. Ghê chưa? Bay nè. Trời ơi, xịn chưa bạn? Xịn chưa? Rồi xong, tôi đập mặt vô trong cái cây luôn rồi. Ấy da. Rồi xong. Té rồi. Điện bay sao đập mặt vô cái cây luôn. Ấy da. Đau quá. Rồi ok, bay tiếp nè. Bay nè. Ui, té chết nữa rồi. Rồi xong luôn. Trời ơi là trời. Ok, hồi sinh lại coi. Trời, cái cánh này bay đã mấy bạn ơi. Ủa cái gì đây? Ủa? Tại sao ở chỗ này lại có một ngôi nhà ta? Mình nhớ là mình đâu có xây nhà ở chỗ này đâu ta. Ủa mấy bạn ơi, tại sao ở chỗ này lại có một cái ngôi nhà vậy? Ủa, còn chỗ này còn có cái gì nữa nè? Cái này nhìn giống cái tháp gì quá vậy? Ủa? À không, cái này là cái giếng mấy bạn ơi. Wow, cái giếng hả? Ủa mà sao, tại sao ở đây lại có một cái ngôi nhà ta? Đâu, để mình vô mình xem coi. Ồ, có cái ông nào nè. Ông có quýnh mình không ta? Đâu, mình lại gần coi. Ồ. À, cái ông này là ông bán túi may mắn mấy bạn ơi. Bán một cái túi may mắn với giá là một kim cương. Ủa mà cái túi may mắn này để làm gì trời? Thôi, cái này chắc là NPC của vùng đất chết đó mà. Kể đi. Ủa mà còn cái giếng này. À, cái giếng này mình thấy nó quen quen nha. Mấy bạn ơi, mấy bạn có nhớ rằng là cái vùng đất chết mà phần 1 á, hình như là mình nhớ rằng có một tập mình đã tìm thấy được một cái giếng. Và cái giếng này á, khi mà chúng ta gọi là vứt xuống đó một viên kim cương hoặc là một cái gì đó, thì nó sẽ cho chúng ta một điều ước, và điều ước đó sẽ là may mắn hoặc là xui xẻo. Hình như là cái giếng này cũng giống như vậy luôn hay sao á. Hình như cái giếng này nè, là chúng ta phải vào đây, chúng ta mua một cái túi may mắn, sau cho chúng ta quăng xuống dưới cái giếng. Thì ở chỗ này nè, nó sẽ cho chúng ta gọi là xui xẻo hoặc là may mắn. Nếu mà may mắn thì sẽ được đá quý, hoặc là xui xẻo sẽ gặp quái vật. À, chắc là như vậy rồi. À, cũng hay quá ha. Ủa các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau về nhà lấy kim cương, sau đó qua đây mua túi may mắn rồi ném thử xuống dưới cái giếng coi có đúng thật là nó cho chúng ta gọi là may mắn hoặc là xui xẻo nha anh em. Ok, hợp lý. Bây giờ chúng ta hãy về nhà thôi nha. 1 hour later. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã quay trở lại rồi đây. Thì mình có mang theo 30 viên kim cương nữa các bạn. 30 viên kim cương này mình nghĩ rằng là chúng ta có thể gọi là mua được 30 cái túi may mắn luôn á nha. Ôi, để mình vô mình xem thử coi. Rồi. Hello ông. Rồi bây giờ tôi sẽ mua 30 cái túi may mắn của ông nha. Bấm vô người ông. Ủa sao bấm được? À ok, được rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là mua 30 túi luôn nha. Click vào nè. Rồi chọn số 30. Ok, mua 30 túi luôn. Rồi cảm ơn ông nha. Giờ tôi vô, tôi thả xuống dưới giếng đây. Ok bạn ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau test thử coi liệu rằng mình quăng cái túi này xuống dưới giếng coi chúng ta có thể gọi là kiếm được gọi là sự may mắn không nha. Rồi, để mình thử nha. Bây giờ nhìn xuống giếng nè. Chọi xuống nè. Được gì đây? Wow,
ơi, oh my god, trời mẹ ơi, cứu tôi với. Ui, quái vật, trời ơi là trời, sao tự nhiên lại ra quái vật vậy? Mày hả mày, solo tao mày. Mày solo tao hả? Mày nhào vô đây, tao chơi mày luôn nhóc. Mày, trời ơi, nghe nó mạnh quá bạn ơi. Ok, rồi mình giết nó xong mình được một viên kim cương nè. Nó tính ra tự nhiên không, mình gặp xui xẻo rồi. Mới đầu vô gặp xui xẻo, gặp đúng cái con quái vật luôn. Để ăn vô đã, ăn vô để hồi máu các bạn ơi. Không thôi gặp quái vật nữa thì chết tôi luôn á. Rồi, bây giờ vứt tiếp nào, còn 29 túi lận mà. Vứt xuống nè. Ui, được con heo zombie, trời ơi trời. Tại sao lại được con heo zombie? Tôi đâu cần heo zombie đâu, tôi đang cần đá quý mà. Rồi, vứt lại nha. Vứt xuống nữa nè. Lại là quái vật, sao lần nào cũng là quái vật vậy? Trời là trời. Ôi trời, sao gặp quái vật hoài các bạn ơi. Chết tôi rồi. Mày không quái vật, mày hả mày? Rồi ok, mình giết được nó rồi. Trời ơi bạn ơi, sao từ nãy giờ xui quá ta, toàn gặp quái vật không à. Toàn gặp quái vật không, không được cái gì may mắn luôn á. Chán người. Lại nè. Vứt xuống thêm lần nữa nha. Vứt nè. Rồi lại là con cừu zombie. Mày hả mày? Hay là cái ông này ổng lừa mình ta? Mấy bạn ơi, cái này là tên là túi may mắn. Mà sao từ nãy giờ toàn gặp xui xẻo không? Hay là cái ông đó ổng lừa mình ta? Ổng mà lừa mình lên mình giết ổng luôn á. Lại nè. Lại nè. Ôi. Ủa, lừa cái cục gì đỏ đỏ vậy? Lượm coi. Ồ, cái cục này là cục gì ta? Ngồi lửa hả? Ngồi lửa là gì ta? Có chế tạo được gì không trời? Thôi kệ đi, chắc là đá quý á, mình sẽ đem về nhà sau. Ok, được may mắn được một lần rồi nè. Ê, cái này là gì đây? Một cái lá hả? Trời ơi trời, tự nhiên cho mình cái lá chứ vậy? Xui xẻo rồi. Vậy là gặp xui xẻo bạn ơi. Được cái lá có nghĩa là xui xẻo rồi. Vứt thêm lần nữa nè. Trời ơi, cái gì vậy? Cục cứt, trời ơi trời. Tại sao nó lại cho mình cục phân chứ? Tại sao mình lại được cục phân heo? Cái gì vậy trời? Tôi tốn viên kim cương để tôi đổi lại được cục phân heo hả? Trời ơi, cái ông này kỳ thiệt chứ. Lại nào, vứt thêm lần nữa nè. Lại là quái vật. Trời ơi trời, bạn ơi xui quá à. Gặp quái vật rồi lượm được cục phân heo. Cục cứt heo. Mày hả mày? Đâu rồi? Lại hả mày? Mày đánh tao mày. Nhảy đây. Mày nhảy đây. Mày hả mày? Rồi giết được nó rồi. Ôi xui quá bạn ơi. Từ nãy giờ mới được một cái viên ngọc ngòi lửa à. Còn lại được cái lá nè. Rồi được cục phân heo. Không được gọi là kim cương hay là đá quý hay gì nữa. Chán ghê á. Tiếp nha. Vứt nè. Rồi lại được thêm cái lá nữa. Không thèm đâu, không thèm lụm đâu. Vứt thêm cái nữa đi. Vứt nè. Rồi xong, quái vật siêu to khổng lồ. Chán ghê luôn á. Chém mày nè. Ôi, nhào vào đây. Mày hả mày? Mày hả mày? Nhào đây. Chém mày nè. Rồi, chết nó rồi. Trời ơi là trời, xui gì đâu á. Không được gọi là đá quý mà được mỗi được quái vật tùm lum đồ gọi là xui xẻo. Một tí nữa tôi mà không kiếm được thêm đá quý ha, là tôi sẽ lên tôi giết ông. Thử lại à, vứt xuống nè. Rồi, được con chó sói. Mày hả? Trời ơi, tự nhiên không vứt xuống gặp ông Siro là sao? Ok, giờ mình sẽ vứt lần hai cái luôn. Vứt hai cái luôn. Ui, mình được viên ngọc nè. Được viên ngọc với con cừu. Mày hả mày? Ok, được thêm viên ngọc nữa bạn ơi. Lại được thêm viên ngọc đá quý nữa nè. Hợp lý. Rồi giờ vứt lần ba cái nha. Một cái, hai cái, ba cái. Để được gì nào? Một viên ngọc, yeah. Gì nữa? Được gì không? Đừng nói là vứt xuống ba cái mà được có mỗi viên ngọc nha. Ok, được viên ngọc mấy bạn ơi. Vậy là vậy là mình bị lỗ hai cái rồi. Ủa, vậy tính ra hai cái kia là mình gặp xui xẻo là mình không được gì luôn hả? Buồn vậy. Còn cái cuối cùng nè, cậu mong cái cuối cùng sẽ được thêm một viên ngọc. Cái cuối cùng được cho tôi viên ngọc đi. Rồi xong, cho con heo. Mày heo. Trời ơi là trời. Vậy rốt cuộc là từ nãy giờ mình được có mỗi là ba viên ngọc, ba cục phân heo, ba cái lá, ba cái da, ba cục thịt, với lại bông hoa, với lại ba cái xương các bạn ơi. Trời ơi là trời, từ nãy giờ chẳng được gì quý cả, tàn gặp quái vật không à. Ok, thôi không sao cả. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ nè, mình còn trong người gọi là hai viên kim cương nè. Mình sẽ mua thêm hai cái nữa. Từ nãy giờ là gặp xui xẻo hơi bị nhiều rồi nha. Mua nè. Rồi tôi hết kim cương rồi đó, lần này tôi không được gọi là viên ngọc nào nữa, tôi giết ông luôn á. Viên ngọc này không biết làm được gì không nè. Rồi vứt thêm xuống cái nè. Rồi xong, được thêm cái lá nữa. Ê, xui quá. Lần này nhất định phải được cái gì đó quý nha. Vứt xuống nè. Rồi đứng kế bên luôn.
ơi, gặp con cừu á, trời ơi, là trời nó tấn công mình. Con cừu màu đen là biết là xui xẻo rồi. Mày hả mày? Tức quá bạn ơi, tức ơi là tức luôn á. Trời là trời, vậy là cái ông đóng lừa mình rồi. Từ nãy giờ mình toàn gặp xui xẻo mà, có gặp may mắn đâu mấy bạn xem nè. Được có mỗi một viên ngọc mà. Ông này ông lừa mình rồi, bây giờ mình sẽ cầm dao vô mình giết ổng luôn. Cái ông này thiệt, ông này ông láo thiệt. Bây giờ tôi sẽ qua tôi giết ông nè. À, ông kia, tại sao ông dám lừa tôi hả? Ông dám gọi là bán cái tôi đồ đồ dởm đúng không? Tôi biết là đồ dởm đúng không? Chém ông nè. Ây da. À, ông dám quýnh lại tôi hả? Chém ông nè. Chém ông nè. Ây da. Chém ông nè, ông dám tôi, dám đánh tôi. Đánh ông nè. Ây da. Trời ơi, trời ơi mấy bạn ơi. Trời ơi. Cái ông này ông khỏe quá. Thôi chạy 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 chạy. Mình đánh không lại ông ơi. Ok ok, qua đập cho ông thêm cái nữa. Đập ông cái nè chạy. Trời ơi mấy bạn ơi. Cái ông này ông khỏe quá, ông mạnh quá. Mình đánh không lại ông luôn. Ông đập mình có 3 cái thôi. Ông không thèm dùng kiếm luôn á. Ông đập mình có 3 cái mình chết rồi. Còn mình dùng kiếm mình chém ông quá trời luôn. Ông không chết. Trời ơi trời, ông này ông khỏe quá. Thôi. Nói chung là ông là lừa tôi, lần sau tôi không quay lại tôi mua đồ ông nữa đâu. Tốn 30 viên kim cương, chán ơi là chán. Mà chỉ được có cái gì ta? Cái viên ngọc gì màu đỏ đỏ nè, chẳng biết để làm gì luôn. Thôi mình sẽ bay về nhà nha các bạn. Thôi mệt quá. Nói chung là coi như là mình sẽ kết thúc clip tại đây đây. Chán ghê luôn á, mất kim cương quá trời luôn. À, cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên nhấn vào nút like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của team Hero đó nha. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video vùng đất chết lần sau nha. Và đừng quên là nhấn vào nút like ủng hộ cho mình và nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho mình đạt được 1 triệu subscribe nha các bạn. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Ok, bây giờ mình bay về nhà đây. Mất kim cương rồi, chán rồi là chán. Bay về nhà thôi. Bay về nhà.